Chuyển sang phần tin quốc tế đáng chú ý. Thiên tai thì cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới các quốc gia khác trên thế giới. Những cơn mưa xối xả và kéo dài cũng đã gây ra hiện tượng lũ lụt lớn tại khu vực Bắc Phi, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tại Maroc và 2 người thiệt mạng tại Algeria. Mưa lớn đã tấn công tỉnh Bechra ở tây nam Algeria vào cuối tuần, gây ra lũ quét trên khắp khu vực vốn rất khó khăn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Algeria cho biết, những cơn mưa có lượng mưa 120 mm gây ra lũ lụt chỉ trong một đêm đã cuốn trôi cây cầu, nhà cửa, cửa hàng, khiến một số tuyến đường sắt phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Nhà chức trách nước này đã cử 2.200 người thuộc lực lượng dân phòng và quân đội để kiểm soát tình hình. Các video đăng trực tuyến cũng cho thấy mưa lớn và nước sông tràn ngập các tỉnh Siliana và Beja ở phía tây bắc, cũng như Sidi Bouzid và thành phố Boufichia ở miền trung đất nước. Văn phòng khí tượng quốc gia nước này cũng đã cảnh báo người dân về lũ lụt sắp xảy ra ở một số tỉnh phía tây. Trong khi đó, ở nước láng giềng Maroc, lũ lụt ở tỉnh Tata nằm ở phía đông nam nước này đã khiến 11 người thiệt mạng và ít nhất 15 người mất tích. Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 17 quận và tỉnh đã bị ảnh hưởng và việc tìm kiếm 9 người mất tích đang được tiến hành. Theo Bộ Nội vụ Maroc, thành phố Tata ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất là 7 người. Lũ lụt đã phá hủy 40 ngôi nhà và làm hư hỏng 93 con đường, cũng như mạng lưới điện, nước và hệ thống thông tin liên lạc của Maroc.